Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo điện tử VOV thông tin, các nguồn tin khu vực cho biết cuộc đột kích mới đây của quân đội Israel vào bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở dải Gaza, khiến rất nhiều người thiệt mạng và bị thương, chủ yếu là dân thường. Trong đó, một nhà báo người Palestine có mặt tại hiện trường nói với kênh truyền hình Al Jazeera rằng hàng chục người không còn sống nằm la liệt tại nhiều khu vực bên trong khuôn viên bệnh viện. Cảnh tượng chết chóc tại cơ sở này là cực kỳ kinh hoàng và đáng sợ. Nhà báo này cũng bác bỏ thông tin nói rằng có người vũ trang Palestine hay các con tin bị giam giữ bên trong bệnh viện Al-Shifa. Tuy nhiên, đài phát thanh Israel vừa qua cho biết cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Shifa vẫn đang tiếp diễn. Các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đang khám xét và truy lùng các tay súng Hamas bên trong bệnh viện. Trong nhiều tuyên bố trước đó, IDF khẳng định bệnh viện Al-Shifa là nơi phong trào Hamas đặt sở chỉ huy để điều phối các hoạt động thù địch chống Israel. Trước cuộc đột kích của quân đội Israel, bệnh viện Al-Shifa là nơi lánh nạn của gần 10.000 người Palestine cùng hàng trăm bệnh nhân đang được điều trị. Trong ngày qua, lực lượng y tế tại đây đã phải chôn gần 200 bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện. Hầu hết số bệnh nhân này đã tử vong vì một nguyên nhân là thiếu thiết bị điều trị trong bối cảnh quân đội Israel cắt toàn bộ nguồn cung cấp điện và nhiên liệu cho cơ sở y tế này. Xe tăng của Israel đã bao vây bên ngoài bệnh viện Al-Shifa, cho rằng tại đây có đường hầm đặt trụ sở của Hamas và lực lượng này đang sử dụng bệnh nhân làm lá chắn, nguồn tin từ Vietnamnet. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo an toàn cho các bệnh viện ở dải Gaza, đặc biệt là bệnh viện Al-Shifa, trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp tục xung quanh cơ sở y tế chính này của thành phố Gaza. Xe tăng của Israel đã bao vây bên ngoài bệnh viện Al-Shifa, cho rằng tại đây có đường hầm đặt trụ sở của lực lượng Hamas và lực lượng này đang sử dụng bệnh nhân làm lá chắn. Hamas đã bác bỏ cáo buộc này của Israel. Trả lời báo giới về vấn đề trên tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh quan trọng là bệnh viện Al-Shifa phải được bảo vệ. Bệnh viện Al-Shifa là cơ sở y tế chủ chốt của thành phố Gaza. Ông Youssef Aburit, quan chức y tế ở dải Gaza cho biết cơ sở này đang cạn kiệt nhiên liệu để chạy máy phát điện và các thiết bị máy móc khác phục vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Theo quan chức này, tính từ cuối tuần qua tại bệnh viện Al-Shifa đã có 27 bệnh nhân ở bộ phận chăm sóc tích cực và 7 trẻ em sơ sinh tử vong khi cơ sở y tế nơi đây rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo triển khai hành lang tự sơ tán, cho phép người dân trú ngụ trong bệnh viện Al-Shifa rời khỏi cơ sở y tế này để di chuyển về phía nam dải Gaza. Quân đội Israel cũng cho biết đã phân phát 300 lít nhiên liệu gần bệnh viện Al-Shifa để phục vụ mục đích y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa, ông Mohammad Abu Sanmiya cho biết bệnh viện cần ít nhất 8.000 lít nhiên liệu vận hành các máy phát điện chủ chốt để có thể cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang gấp rút nỗ lực để chuyển hàng viện trợ đến dải Gaza hoặc bố trí các bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân từ vùng lãnh thổ này. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cũng ước tính khoảng 980 xe tải chở hàng viện trợ đã được phép vào dải Gaza trong 3 tuần qua. Tuy nhiên, con số này chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người dân Palestine đang bị phong tỏa tại đây. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cairo dẫn báo cáo của OCHA cho thấy, trong ngày 12 tháng 11, tổng cộng có 76 xe tải chở thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế, nước đóng chai, chăn, lều và các sản phẩm vệ sinh đã đi từ Ai Cập đến dải Gaza. Như vậy, tổng cộng đã có 981 chuyến xe chở hàng cứu trợ tiếp cận vùng lãnh thổ Palestine này kể từ ngày 21 tháng 10. Phát biểu tại một hội nghị nhân đạo ở Paris tuần trước, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths nói rằng số lượng hàng viện trợ được phép vào dải Gaza hoàn toàn không đủ. Ông Griffiths ước tính cần hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu rất lớn của thành phố này. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Abdel Gaffa cùng ngày thông báo đã bố trí 37 bệnh viện để tiếp nhận và điều trị người bị thương từ dải Gaza. Với 13 bệnh viện trong số này hiện đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Bộ trưởng Abdel Gaffa đưa ra thông tin trên trong phiên điều trần trước Hạ viện Ai Cập về những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Theo ông Abdel Gaffa, Bộ Y tế đã thành lập các ủy ban xử lý khủng hoảng và chuẩn bị các phòng cấp cứu, đề ra kế hoạch nhằm đảm bảo các dịch vụ cấp cứu, điều trị và phòng ngừa để xử lý các tình huống xấu nhất. Theo đó, 150 xe cứu thương đã được phân bổ để chuyển bệnh nhân từ cửa khẩu biên giới Rafah. Ngoài ra, Ai Cập cũng đã tiếp cận được bệnh viện Al-Shifa ở Gaza để tiếp nhận trẻ em từ cơ sở y tế này. Hiện Ai Cập cũng đang đàm phán để tiếp nhận thêm ca bệnh từ Gaza. Ai Cập đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh khác nhau từ Gaza
bao gồm bỏng nặng, gãy xương, chấn thương mắt, chấn thương nội tạng, liệt tay chân do mảnh đạn và ung thư. Cũng trong ngày 13 tháng 11, Tunisia đã điều máy bay thứ hai chở hàng viện trợ của nước này đến dải Gaza. Hàng viện trợ bao gồm thiết bị y tế, thuốc men, xe lăn, chăn, thực phẩm và sữa bột cho trẻ em. Trước đó, ngày 15 tháng 10, quốc gia Bắc Phi này đã điều chiếc máy bay đầu tiên chở 12 tấn hàng viện trợ đến dải Gaza. Cũng theo báo Vietnam Plus, trước khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại dải Gaza, trong đó là việc hai bệnh viện lớn nhất của khu vực bị tê liệt, vừa qua một quan chức y tế của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, con tàu mang theo vật tư, máy phát điện, xe cứu thương để thiết lập 8 bệnh viện dã chiến nhằm hỗ trợ người dân ở dải Gaza. Theo đó, một con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ mang theo trang thiết bị và vật dụng để thiết lập bệnh viện dã chiến để hỗ trợ người dân ở dải Gaza đã cập cảng An Aris của Ai Cập. Đây là chuyến tàu đầu tiên chở hàng viện trợ theo hình thức này đến Ai Cập kể từ khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát hôm ngày 7 tháng 10. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh các bệnh viện ở phía bắc dải Gaza đã buộc phải dừng hoạt động vì cạn kiệt nhiên liệu. Một quan chức y tế của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, con tàu mang theo vật tư, máy phát điện, xe cứu thương để lập 8 bệnh viện dã chiến. Quan chức này nói thêm, Cairo đã chấp thuận về đề nghị của Ankara về việc xây dựng bệnh viện dã chiến ở thành phố El Aris, nằm cách cửa khẩu biên giới Rafah khoảng 40 km. Đây là cửa khẩu duy nhất đến được dải Gaza mà không nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Một quan chức của cảng El Aris cũng đã xác nhận thông tin trên, cho biết con tàu chở trang thiết bị y tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã cập cảng này, sẵn sàng cho việc thành lập các bệnh viện dã chiến để chăm sóc cho người dân ở dải Gaza. Hoạt động viện trợ nói trên diễn ra trong bối cảnh tất cả bệnh viện ở phía bắc dải Gaza đều buộc phải ngừng hoạt động do cạn kiệt nhiên liệu để vận hành thiết bị và máy móc. Trong vòng hơn một tháng qua, dải Gaza đã phải phụ thuộc vào máy phát điện cho các hoạt động của bệnh viện nói riêng, cũng như các hoạt động khác của người dân. Trong khi đó, nhà máy điện duy nhất ở dải đất này lại cạn kiệt nhiên liệu. Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại dải Gaza, ông Mohammed Abu Samiya cho biết, bệnh viện cần ít nhất 8.000 lít nhiên liệu để vận hành các máy phát điện chủ chốt để có thể cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại các vùng lãnh thổ của Palestine cho biết, ít nhất 2.300 người, bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người dân, chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang ở bên trong bệnh viện Al-Shifa. Thủ tướng chính quyền Palestine Mohammed Taya ngày 13 tháng 11 đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU và Liên Hợp Quốc huy động không quân thả viện trợ xuống dải Gaza, nơi người dân đang rất khó khăn do ảnh hưởng của cuộc xung đột Hamas-Israel. Đài Al Jazeera dẫn lời ông Taya nhấn mạnh, nơi cần đồ viện trợ khẩn cấp là phía bắc dải Gaza, khu vực xảy ra giao tranh khốc liệt nhất giữa Israel và phong trào Hamas. Ngày 13 tháng 11, tại hội nghị ngoại trưởng EU diễn ra ở Brussels của Bỉ, đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, ông Joseph Borrell đưa ra tuyên bố đại diện cho khối, trong đó kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động thù địch và thiết lập hành lang nhân đạo để hàng viện trợ có thể đến được với người dân ở dải Gaza. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.